Bây giờ tụi này tới cái chỗ 12 ông Tông Đồ, on the top of the hill. Wow, look at that, so beautiful. Wow, đây là cái quang cảnh của 12 cái ông Tông Đồ. Mình cũng chả hiểu tại sao nó gọi như vậy, nhưng mà cái nó là cái 12 hòn đá. Lâu rồi cho người ta lâu lại lên ra đây chụp hình đẹp đẹp quá nè. Người ta có xuống. Dạ xuống, ai muốn xuống thì xuống. Được, được, nhưng mà phải canh. Phải canh 20 phút thôi đó nha. 15-20 phút thôi. Ông nói lát nữa mình cũng xuống dưới đó luôn đó. Đây là cái chỗ mà đi tới để coi cái look out của 12. I don't think we allowed to go that far, though. Đây là 8 hòn đá mà họ gọi là 12 cái Olympuses. Đây, cục này là cục thứ 8. Đó, mấy cục đó. Cái cảnh nó đẹp lắm. When you see these different colors, that's how high they're working from. Okay? That's where you're going to get different colors. They are the sand glass. Cái wave này nó rất là mạnh nha các bạn. Mạnh lắm luôn á. Nè các bạn thấy cái wave nó vô không? Nó đập lên cái đá. You see outside of the bridge outside, that was all bridges. Ah, I see. Which they collapsed. Oh, that's the one that they collapse, yes. Huh? And you see near the cracks there? That will collapse and will fall. I see. That's how they, you see the other one? That's gonna go through. Oh yeah, the crack all right the cracks, there. That's gonna go through. And that bridge will disappear too. Ông nói là hồi xưa là nó có cái cầu ở đây, nó bắt từ cái đá đó qua cái đá này. Cầu nó bị gãy rồi thì cái hòn đá ngay đầu đây nè là nó đã crack rồi, thế nào trong tương lai là cái cục đá nó sẽ mất đi, nhưng mà cái cảnh quá đẹp. Bây giờ là mình đang đứng trên cái mỏm cái bridge nè các bạn, đó đây cái bridge nè. Mình thấy cái miếng cái tròn đá ngay đây đâu mai mốt là nó sẽ nở, nó sẽ sập đi đó, là sẽ bây giờ nó đã khá rồi. Bây giờ tụi này đang đường đi lên cái tỉnh nó gọi là Lorne. That's how much we're traveling.